Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ cho biết, thời gian gần đây đã có một số công ty Việt Nam chịu thiệt hại trong việc thực hiện hợp đồng thương mại với đối tác tại thị trường Hoa Kỳ, chủ yếu do bị lừa hoặc đối tác phá sản không có khả năng thanh toán. Để tránh rủi ro cho doanh nghiệp trong bối cảnh các thị trường đang bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ khuyến cáo các doanh nghiệp Việt Nam khi giao dịch với đối tác nước ngoài lưu ý kiểm tra kỹ thông tin đối tác, nhất là với trường hợp tra cứu trên mạng. Với đối tác làm ăn lần đầu nên làm thử với giá trị hợp đồng vừa phải. Thanh toán nên dùng LC không hủy ngang. Doanh nghiệp có thể nhờ cơ quan đại diện thương mại Việt Nam đóng tại địa bàn kiểm tra giúp những thông tin như địa chỉ, điện thoại, người giao dịch, tình hình hoạt động của công ty đối tác. Trên đây là một số lưu ý. Các doanh nghiệp Việt Nam nếu cần biết thêm thông tin về thị trường Hoa Kỳ có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York theo địa chỉ sau. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại New York, Hoa Kỳ, 580 Fifth Avenue, New York, NY 10036, USA. Số điện thoại 212-868-2688, 212-868-2686. Email viettradeny@viettrade-newyork.org. Còn tại Nigeria, Thương vụ Việt Nam tại nước này cho biết, trong thời gian qua đã có một số doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam bị mất tiền do đồng ý cho khách hàng trả sau 70% hoặc 100%. Khi hàng đến cảng Nigeria, các nhà nhập khẩu Nigeria nhận hàng nhưng không thanh toán tiền. Để tránh rủi ro, các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam phải yêu cầu các nhà nhập khẩu Nigeria chấp nhận thanh toán bằng thư tín dụng không thể hủy ngang, LC. Không chấp nhận thanh toán bằng điện chuyển tiền trả chậm 50%, 70%, 100% sau khi nhận hàng. Không dùng hình thức thanh toán nhờ thu trả ngay hoặc nhờ thu trả chậm.